Con gái bên này thì rất xinh, rất dễ thương. Nói chung là mẹ là ứng lắm rồi đó. Mẹ ứng lắm rồi đó. Nguyễn Văn Thành, em năm nay 25 tuổi. Em thì sinh ra tại Hà Tĩnh nhưng mà hiện tại thì gia đình đang sinh sống ở Đắk Lắk, còn em thì đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Thì em đang làm nhân viên giám sát thi công và phát triển mặt bằng của công ty. Còn em sao nào? Dạ, em kính chào chị Hồng Vân ạ, anh Quyền Linh và toàn thể quý vị khán giả. Em xin tự giới thiệu, em tên là Trần Thị Nhung Nguyên ạ. Năm nay em 26 tuổi. Em sinh ra ở Hà Tĩnh và đang làm giáo viên tiểu học tại quận Bình Tân ạ. Vậy là đồng hương á. Đồng hương đó. Đúng không? Hai bạn biết nói tiếng địa phương á, nói với nhau đi dễ thương á. Em sợ nói vậy rồi anh chị với quý khán giả đây không nghe được thôi. Không nghe, trời ơi. Anh nghe tiếng Lào luôn chứ đừng nói. Em nói về cái điểm mạnh điểm yếu của mình đi, rồi nói thử bằng tiếng tiếng quê mình nào. Em theo như mọi người nhận xét thì em rất là hoa đông, vui vẻ ạ. Và rất là hiền. Em cũng biết nấu ăn và biết thêu thua và đán lạt đi ạ. Còn cái điểm yếu? Còn điểm yếu của em thì nhiều khi trong công việc hoặc là trong đời sống, nhiều khi em không có được kỹ lắm, nhiều em làm hơi nhanh nên là có hơi bị mắc lỗi ạ. Hôm nay em bị cảm nên là hơi bị khan tiếng ạ. Trời ơi, dễ thương quá em ơi. Bên kia nói nghe coi nè. Điểm mạnh của em thì là cùng hoa đông, vui vẻ. Nói chung là tự tin được đám đông. Còn điểm yếu của em thì hãy quên, với lại là đôi lúc nó hơi nóng vội một xíu ạ. Trời ơi, Linh biết không, hai bạn này á mà nói cái tiếng quê hương với nhau, tiếng quê mình với nhau là tự dưng là các bạn sẽ có cảm xúc khác liền à. Thấy đúng bạn rồi. Nữ bên đây nghe bạn nam nói mà gọi là nghe chăm chú mà mỉm cười vui vẻ. Mình nghe đồng mình hương đó. Mình nói tự nhiên mình rất là cảm động ha. Cưng lắm luôn. Rồi bây giờ em nói đi, đường tình duyên thế nào nè em trai? Là đường tình duyên thì em có trải qua ba mối tình rồi. Ba mối hả? Hai mối tình thì thời sinh viên, còn một mối tình thì gần đấy ạ, quen nhau 2 năm. Hai năm cũng dài đó. Dạ. Tại sao chia tay? Kiểu như khi mà mình quen nhau lâu, mình cảm giác nó quen thuộc quá thì đôi lúc mình hơi lỡ đành, mình ít quan tâm bạn gái lại thì khiến bạn gái buồn và bạn gái chia tay em. Tức là thấy cảm giác quen quá thôi, không cần quan tâm, không cần chăm sóc đúng không? Trời ơi Linh đó, mới có 2 năm mà lâu cái gì không biết nữa. Bây giờ phải rút kinh nghiệm cho cái mối tình tiếp theo nghe chưa? Dạ. Còn em sao nè? Dạ, còn em thì trải qua một mối tình ạ. Được khoảng tầm 6 tháng. Thì lúc đó em ra trường rồi. Thì cũng quen như vậy nhưng mà cũng không xác định. Vậy là người đó thì rất là khó tính ạ. Vậy là ra trường. Nên là khi mà em vào Nam lập nghiệp sinh sống thì chia tay ạ. Chia tay cũng được 3 năm rồi ạ. 3 năm rồi. Mà 3 năm rồi em không có mối tình nào khác luôn. Dạ. Thiệt luôn á hả? Em thì kiểu như là nói chuyện rồi là đấy thôi chứ không có yêu ạ. Em xinh vậy á, chị nghĩ là chắc nhiều người nhào vô lắm. Tại vì ở trong môi trường làm việc của em là giáo viên tiểu học nên là ở trong trường thì rất là ít thầy ạ, toàn là cô. Chị rất là hy vọng khi mà tụi em mở rào ra là tụi em sẽ là một nửa của nhau. Đầu tiên nghe hai cái giọng này là thấy cưng rồi đó. Rồi, bây giờ bạn trai, em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em thì cũng bình thường lắm, em chỉ cần bạn nữ cao cỡ 1,5 m đổ lên. Đơn giản ngoại hình thì cũng bình thường thôi. Quê thì nếu mà được biên trúng nhà em thì quá là tuyệt vời rồi. Thì là quê rồi mà còn giả dạ, thì bởi vậy lúc mà vừa nghe giới thiệu nghe kêu này quê Hà Tĩnh là thấy cũng thích rồi. Ngon hả? Rồi còn yêu cầu gì nữa không? Dạ không. Không ha? Dạ. Em không thích điều gì ở phụ nữ? Kiểu như là ăn chơi đua đòi quá. Phụ nữ ăn chơi đua đòi hả? Dạ. Yên tâm đi, bên đây ta giáo viên là không có vụ ăn chơi rồi. Kiểu như mẫu mực xíu mẫu mực ha. Còn em nè, còn em sao nè, em mong muốn nè. Điểm mà em không ứng ở người bạn trai là nếu bạn ấy ra trường nói được mà không làm được ạ. Dạ, vậy là tình nóng thì em không thích. Nhưng mà em muốn người đàn ông mẫu hình lý tưởng của em thế nào? Em thì không có hình mẫu lý tưởng nhưng mà không tâm cao trên 1m65 ạ. Mà đứng đắn chững chạc ạ. Đứng đắn chững chạc. Biết suy nghĩ ạ. Có cần đẹp trai không? Có cần không? Bình thường được rồi ạ. Bình thường được rồi. Không cần đẹp trai. Rồi tôi qua đi, tôi xem là cái... hơn mức bình thường. Nói chung là cũng hot boy lắm á. Đây coi này nè. Ơi. Coi hết đẹp trai đi. Quay tôi coi mặt. Đó. Trời. Sáng sủa lắm à. Nói chung là hôm nay là bên đàn trai bằng đàn gái á, là coi như là 1 9 1 10 ha. Bên đó cũng hột xoàn đá quý, bên đây lấy cũng phải bùa của.
Thôi nói chung là ok rồi đó. Hôm nay em đi với ai vậy? Dạ hôm nay em đi với mẹ em ạ. Mẹ cho ý kiến coi nè mẹ. Xin chào MC Quyên Linh, xin chào MC Hồng Vân, chào khán giả trong trường quay, chào cháu. Cô ạ. Tôi là mẹ của cháu Thanh, đến từ Đắk Lắk. Bạn gái bên này thì rất xinh, rất dễ thương. Nói chung là mẹ là ứng lắm đấy đó. Mẹ ứng lắm rồi đó. Mong hai con cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Nhất là mình ở cùng quê, cùng cảnh thì nó hiểu nhau hơn. Dạ, xin hết. Rồi, cảm ơn mẹ. Em đi với ai? Dạ, hôm nay em đến chương trình với phụ huynh lớp em ạ. Dạ, em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Hồng Vân và tất cả quý khán giả. Chị thấy bạn bên đây thì nói chung là về đẹp trai thì thế là đẹp trai rồi đó. Còn tính cách thì như thế nào thì hai em thì cứ cho nhau cơ hội rồi mình sẽ tiến tới sau này như thế nào đó thì tính sau. Rồi, cảm ơn em. Dễ thương quá. Tôi thấy là mở liền đi, tại vì tôi muốn hai đứa nhỏ này nó gặp nhau quá mở đi ông mới ơi. Mở rào đi. Trai tài gái sắc gặp nhau nha. À chào em, cái đấy là bơ Đắk Lắk ở nhà anh trông được, đến là mẹ anh là hải lên để tặng cho em á. Em cảm ơn anh ạ. À. Và em có một bức tranh tặng anh ạ, em thêu trong vòng một tháng ạ. Và bức tranh này có ý nghĩa là chúc anh trong cuộc sống và công việc là mọi việc đều như ý ạ. Trời ơi, giỏi quá, các wow, từng ý. Đây. Wow. À, có bốn dòng thơ em viết tặng anh về quê hương em ấy. Rồi. Sứ Nghệ ơi, quê hương bao thương bao nhớ, nơi có mẹ cha dưỡng dục sinh thành, nơi sinh ra câu hò điệu ví, sông Lam núi Hồng cảnh đẹp như tranh. Anh cũng có chuẩn bị một bài hát nhưng mà tại do là lên đây rúng quá nên là chắc anh hát được đến đoạn nào thì để nó nói thôi. Là anh xin hát bài về sứ Nghệ cùng anh. Em có về xứ Nghệ với anh không? Đất miền Trung mưa dầm nắng gió. Về đó rồi em thương nhiều hơn nữa, bởi quê anh thắm đượm tình quê. Em có về xứ Nghệ với anh không? Hát gì cao như vậy? Hai đứa ngồi đi rồi nói em chuyện với nhau đi. Em có về sứ Nghệ với anh không? Rồi, nghe câu đó hay. Trời quá. Trời ơi, mà hai đứa này nó đẹp giống như là nghệ sĩ vậy ha, tài tử điện ảnh rồi ha. À, lần đầu gặp mặt thì em thấy anh như thế nào? Anh trẻ, rất là trẻ ạ. Trẻ? Thì tuổi hơn đúng không ạ? Đúng rồi, em hơn anh một tuổi, người ta nói. Ờ, à, đúng rồi. Dạ, anh ở huyện Mố, ở Hà Tĩnh ạ? Anh thì ở Thạch Hà. Thạch Hà gần nhà em, Can Lộc gần. Can Lộc, à. Dạ. Vậy nếu mà quen nhau thì anh thì xác định khi nào đến hôn nhân ạ? À? Tầm cỡ một năm thì khoảng thời gian đó là chắc đủ dài để hai đứa hiểu nhau. Em không biết nhưng mà em đi bói người ta bảo là em 29 tuổi lấy chồng, hôm nay 28 rồi. Ủa vậy? À thì đúng rồi đó, từ nay đến đó là vừa đủ một năm rồi đó. Ủa kỳ ta, nếu mà em là 94 hả? Khai sinh là 94 nhưng mà tuổi đẻ là 93. À 93, dạ. À vậy gái hơn 2 thì cũng được mà. Em quen một người ít tuổi hơn đi, em suy nghĩ sao? Không thấy bình thường, tùy ạ. Tùy vào hai người cảm thấy tình cảm như thế nào. Thì anh xác định là nếu mà đến được với nhau thì anh sống sinh sống ở đâu ạ? Nhà anh thì còn anh với mẹ anh thôi. Hướng của anh thì anh vẫn muốn là lập nghiệp ở trong miền Nam này. Còn để hướng của em thì như thế nào? Em ở trong này cũng quen thôi. Tại vì khi em vào thì bây giờ có chị và em gái học ở trong đấy luôn. Thì bây giờ chị và em gái cũng gần em luôn ạ. Về này có nghe câu là em là kiểu như đi làm có thời gian đó. Ví dụ như nếu mà hai người quen nhau thì một tuần em gặp anh mấy lần? Dạ, thứ bảy chủ nhật em gặp. Còn lại là ngày thường là em bận hết. Dạ. Sở thích của anh là gì ạ? Sở thích anh thích nhất là kiếm tiền. Anh thích kiếm tiền và anh thích sai những đồng tiền anh kiếm ra. Anh ngay đi làm tối anh đi chạy xe ôm. Ôi cưng quá vậy. Còn em thì sao? Bình thường để mà thì mình có nghe nhạc, rồi mình rảnh rỗi thì mình gọi về nhà. Có thích đi chơi không? Có thích đi du lịch không? Dạ, có thích đi du lịch. Ví dụ mà người yêu rủ đi du lịch thì có đi không? Du lịch gần như xa thì khi nào xác định cưới hoặc là gì đó rồi thì mình đi. Còn hẹn nhau đi về Hà Tĩnh một ngày không xa đi. Yeah. Mình tiến tới, mình nắm tay với nhau.
mình cảm nhận và nói những cái gì suy nghĩ về đối phương. Một câu sau rồi mình kết thúc, mình bấm nút nào. Em nắm đôi tay em cảm nhận sao em nói lao nhiều. Đúng đúng sự thật là sơ vô tay nó có nhiều vết chai chứ không phải là nó mềm như những bạn khác. Khô đúng không? Khô đấy. Rồi. Bạn này rất là siêng và rất là chịu thương chịu khó. Cái mặt đẹp vậy tôi không có nghĩ là bạn chịu thương chịu khó vậy luôn á. Cưng quá. Cả hai đứa luôn á. Sao? Nghĩ gì về người đối diện? Em cảm nhận anh ấy thế nào? Em thấy tay anh ấy lạnh. Lạnh hả? Dạ. Làm cho tay anh ấm đi. Nắm đi, nắm tiếp đi. Rồi em trai. Cảm nhận em gái thế nào? Nói chung là tay bạn ấm áp. Người ấm áp, người lạnh ngắt. Được rồi đó. Bây giờ đã đến lúc chúng ta để tay vào nút bấm và quyết định xem đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Nửa bánh ghép đó sẽ thể hiện bằng cái nút bấm. Nếu mà các bạn thực sự mà cảm mến nhau á, thì cũng không cần phải đến nút số 3 thì mới bấm nha. Nút số 2 là có thể bấm được liền. Ví dụ bây giờ là 2 nè. 3. Nút đó, thấy không? Biết là bấm mà. Nút bên đây kỳ quá. Bấm mà cũng nhẹ nữa, nhẹ nhàng. Cô giáo bẽn lẽn dễ thương nha. Mắc cỡ, chàng trai cũng vậy. Hôm nay các bạn rất là hợp với nhau, anh thấy gương thiệt mặt đó. Thiệt luôn á. Đẻ con đẹp lắm nè. Mẹ thấy không? Xứng nó đẹp ghê không mẹ? Thiệt, không bấm là tôi tiếc dữ lắm luôn á. Tay đi, nắm tay nhau đi. Rồi nói với ba mẹ cô gái, gia đình cô gái đang xem đó. Mình nói chuyện với gia đình bên đàn gái trước đi. Con với lại con của hai bạn có gặp nhau đây với giờ tụi con sẽ tìm hiểu nhau. Nếu mà một ngày mà con được về nhà hai bạn chơi thì chắc là ngày đó là hai đứa con chắc sẽ tiến tới hôn nhân. Xin phép hai bác. Dạ, con chào bác ạ. Cảm ơn các bác đã đến tham gia chương trình hôm nay ạ. Mặc dù đường xã xa xôi thì hôm nay con gặp anh đấy thì cùng là một cái duyên ạ. Thì con xin bác cho hai con có một cơ hội tìm hiểu nhau ạ. Rồi, bây giờ đặt nụ hôn đầu tiên lên đôi má của em nè, đôi má hồng hồng nè. Em nghĩ cái đó thì mình nên nó riêng tư một xíu chị ạ. Dạ không anh, cái này là cái format của chương trình tôi rồi anh. Cái riêng tư anh làm chuyện gì tôi không biết. Bây giờ format chương trình lại anh phải hôn cái hôn đầu tiên lên má của bạn gái anh nha. Rồi. Anh làm vậy có được không nhỉ? Được. Được. Bên nhà gái tôi đồng ý rồi. Cái đó là hôn con. Hôn đây là hôn con. Đây nè, ở đây. Hôn ở má. Đó. Cỡ này, cô gái mắc cỡ dễ thương quá à. Em xin tự giới thiệu, em là Nguyễn Thị Thúy Vi, em 26 tuổi, hiện nay em đang sinh sống và làm việc tại Đồng Nai. Em làm nhân viên xuất nhập khẩu và quản lý đơn hàng cho một công ty xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ. À vậy đó hả? Hai bạn này cùng ở Đồng Nai á, lên thuận lợi ghê luôn á. Vậy là tốt rồi. Em gái, dạ. Ưu điểm, khuyết điểm của em thế nào? Dạ, em xin chia sẻ một tí xíu về ưu điểm của mình. Ưu điểm của em là em hoạt bát. Em rất dễ tiếp xúc với mọi người, em rất là độc lập trong cuộc sống. Khuyết điểm của em là em khá là nóng tính và cũng hơi khó tính một chút xíu về cái nguyên tắc làm việc và cuộc sống của mình. Em nóng tính cỡ nào? Ví dụ những lúc mà em bực nhất thì em sẽ làm gì? Bực nhất thì em cũng cáu lên một chút xíu, càm ràm xong rồi bỏ đi. Em có, rất là có nói ngại. Lớn không? Có đập bàn, có nói lớn không? Chưa, em chưa đập bàn nói lớn nhưng mà em rất là ngại giải thích về cái việc tại sao để làm em bực mình cáu gắt như vậy. Em rất là khó chịu trong việc đó. Rồi bạn trai, ưu điểm khuyết điểm thế nào? Em tự lập từ rất sớm, sống thì thật thà, chân tình. Trong công việc thì em luôn đặt cái chữ tín lên hàng đầu. Trong tình cảm thì em đặt tình cảm trên tất cả, tình cảm rất lớn, rất quan trọng. Còn những khuyết điểm của mình? Khuyết điểm em thì em nói nhanh, làm việc cũng nhanh và em quyết đoán đúng rất nhanh. Cái gì cũng nhanh hả em? À đúng rồi. Có cái nào chậm không? Phải có em. Đôi khi có những thứ cần phải chậm, chậm mới chắc được. À, đúng rồi. Những cái thứ nào đôi khi nó nhanh quá nó cũng không tốt đâu. Nhưng có những thứ cần phải nhanh. Nói chung là mình phải
thay đổi cái không khí nhanh nhanh chậm chậm vậy nha. À, đúng rồi. Rồi, nhưng mà anh thấy em là người cũng nghiêm túc trong công việc, nghiêm túc trong tất cả mọi thứ. Rồi trong tình yêu, không biết thế nào, em có mấy mối tình rồi? Em có một mối tình. À, mấy năm? Nó diễn ra 9 năm. Ui rồi. Đó, vậy là chậm, nó đâu có nhanh đâu Linh. Nó là cái bi kịch rất lớn. Bây giờ tất cả nó dừng lại rồi. Trái tim mình đã nó cô độc và nguội lạnh rồi. Nó một thời gian rất là dài rồi. 9 năm một mối tình rất dài. Dạ đúng. Còn một cái nguyên nhân nào làm cho mối tình đó nó tan vỡ vậy em? Để mình rút ra kinh nghiệm, để mình biết, để mình có thể bổ sung trên cái công việc thì em quá ham công việc. À, quá ham công việc. Em chưa có chú đáo trong cái tình cảm. Em chưa có làm hết được những điều mà bây giờ em nghĩ ra thì nó quá muộn rồi. Đó. Ok. Phụ nữ mà yêu một người mà người ta cứ suốt ngày công việc, người ta không có chăm sóc, người ta tập trung công việc hết thì đúng là đó cũng là một cái lỗi của người đàn ông, đúng không? À, đúng rồi. May mà em nhận ra điều đó. À. Để chi để mối tình sắp tới đây em sẽ khắc phục nó, chăm sóc hơn, chu đáo hơn, dành thời gian cho người yêu hơn. Đúng rồi. Rồi, rõ rồi. Mời bạn gái. Còn mình thì sao? Em có mấy mối tình rồi? Dạ, em cũng trải qua 2-3 mối tình gì đó. Mối tình gần đây nhất là kéo dài 3 năm và chia tay cũng được 3 năm rồi. Cái việc mà tụi em chia tay là khác xa nhau về suy nghĩ về tương lai. Tụi em cũng đã định hướng là sẽ quen nhau đến thời điểm nào là có thể kết hôn. Nhưng mà bạn đó vẫn không sắp xếp được việc đó mà cứ lận lựa hoài nên là em quyết định dừng lại. Nãy giờ tôi thấy hai mối tình này đều đổ vỡ do thiếu sự chăm sóc và quan tâm thôi. À, và hôm nay chúng ta có gặp nhau, nếu bấm nút với nhau, chúng ta phải bổ sung điều đó nhiều hơn nữa, chăm sóc và quan tâm với nhau. Chào em. Em chào chị ạ. Có căng thẳng không vậy? Dạ, cũng hơi căng thẳng một xíu nhưng mà tự tin vẫn nhiều hơn. Bây giờ cái người bạn gái mới của em á, thì em nghĩ là cái mẫu hình của bạn sẽ phải như thế nào nó mới phù hợp? Em cần một cái người, nếu mà ngoại hình em chỉ cần thể hiện sự phúc hậu, em cần sự chung thủy. Còn tình yêu thì em sẽ vun đắp. Em cần sự chung thủy là quan trọng nhất. Em đã nói cho bà mối Hồng Vân biết rằng là dẫn em không thích điều gì ở phụ nữ. Em không thích người phụ nữ phản bội. Không ai thích hết. Thậm chí phụ nữ cũng thế, không thích người đàn ông phản bội. Dạ em chào. Chào em gái xinh dạ, đẹp. Em chào anh. Em không thích điều gì ở đàn ông. Dạ, nhờ chị Hồng Vân xem giùm em bên đó anh có bị hói không? À anh không hói. Dạ. Em yên tâm rồi nhé. Dạ, anh có hô không chị? Hơi. À, anh không hô, em yên tâm rồi nhé. Dạ, anh có hút thuốc không chị? Anh ơi, có hút thuốc không anh? Dạ, em không hút thuốc, không uống rượu. Không rượu, không thuốc. Em dạ. Yên tâm rồi nhé. Dạ, anh có biết làm việc nhà của em có em, không? Em thì đa năng. Em trải qua nhiều công việc, những cái việc mà gia đình thì em đều làm được hết. Được hết. Dạ, vậy là được. Được. Thôi, ok rồi. Ok rồi. Được rồi. Này đi với ai? Dạ, em đi với mẹ và bạn thân của em. Chào mẹ. À, chào cô. Chào anh Nguyên Linh, chào chị Hồng Vân. Đó, dạ. Chào quý vị khán giả, chào bên nhà trai. Tôi là mẹ của Vi. Vi thì cá tính là Vi đã nói ra rồi. Mẹ thấy bên chàng trai, anh trai này cũng được. Thì còn lại quyết định thì nơi con cho cơ hội cho anh trai. Dạ. Cảm ơn mẹ. Rồi. Cảm ơn cô. Em đi với ai? Thì hôm nay là con đi với hai cô. Là em ruột của ba con. À rồi. Và ba người em trai. Hay quá. Hai con... người anh trai với ba người bạn. Mời dạ, em chào anh trai. Trời ơi, lực lượng của bên đàn trai hùng hậu quá. Chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân, chào các bạn đang coi trên truyền hình. À, chào mọi người gái. Dạ em là cô ruột của cháu Hóa. Thì Hóa ơi, cô thấy bạn gái này rất là xinh xắn, phúc hậu, hợp với con á. Đúng như ước nguyện của con rồi. Và cô thấy rất là hợp làm dâu nhà mình. Dạ. À. Em xin hết ạ. Cô hay quá cô ơi. Cảm ơn. Cô dễ thương quá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ mở rào. Mở rào. Coi có hói không nha. Bắt đầu đi Hóa. Đây là món quà của anh. Dạ. 99 bông hồng. Trời ơi. Tượng trưng cho cái sự vĩnh cửu. 99 bó hồng. Bình chặt. Tặng cho em. Dạ, em xin nhận ạ. Đây là một món quà của gia đình, người cô của anh chuẩn bị nhiều ngày tặng cho em. Dạ, em cảm ơn anh. Con cảm ơn cô ạ. Cô mở thử cái món quà đó, đưa chị cất hoa cho. Mở thử món quà đó đi. Con xin phép mở quà của cô ạ. Dạ, đây là một cái ví. Đây là một cái bóp. Thì ý nghĩa của nó là sau này em với người là người thủ quỹ. Nếu mà có cơ hội, em là người thủ quỹ của gia đình. Dạ. Trời ơi, ngon lành. Là cái người mà vun vén tất cả. Và trong sống. Còn đây thân nịch này thì tựa như là nó suy tử dây thắt, nếu mà nó tình yêu lớn mạnh thì có thể giữ được em.
Em có mà cái dây lịch đó là của đàn ông hay là sao? Của bạn. Của bạn. Có một cái gì mà muốn đứa em sau này cũng khó khăn nhất. Trời ơi cô thâm thúy quá à. Dây nịch này để giữ em đó. Chưa có gì cô còn tặng vậy đó. Hay là mình cứ bên chấm hết yêu nhau đi anh. Hay cho anh xem anh muốn gì. Em rung. Cảm ơn em. Dạ, hôm nay em đến chương trình em cũng nên tặng anh một cây xương rồng nhỏ. Tuy nhìn nó gai góc vậy thôi nhưng mà sức sống nó rất mạnh liệt. Em hy vọng nếu mà chúng mình có thành đôi thì tình yêu của tụi mình cũng mạnh liệt như vậy. Rồi, cảm ơn em rất nhiều và đi hiếp đây này. Hát luôn quá, hát luôn. Em hát nhạc buồn, em thích nhạc Peru nên hát vũ đạo nào. Đấy đó, okay. Tao mới hát rồi đó, mình hát luôn. Anh có đòi hỏi đi đâu, đã biết rằng anh bằng tay trắng đi vào đời. Đã hết. Em xin phép đeo kính. Em nghĩ em gặp anh thì em thấy cảm thấy anh như thế nào? Dạ, thì ấn tượng ban đầu của em về anh thì anh là một người rất là chững chạc, trưởng thành, biết là suy nghĩ cho gia đình, biết quan tâm mọi người nữa. Ấn tượng rất là tốt. Còn anh thấy em sao? Cái điều anh cần nhất, anh đã nhìn thấy trong em. Dạ, anh cần nhất là điều gì vậy anh? Anh chỉ cần cái sự, anh cảm nhận được cái sự phúc hậu. Dạ. Anh cần người phụ nữ, một gia đình, dạ, một người vợ và những tiếng trẻ thơ trong gia đình. Đó là ước nguyện của anh, của ba mẹ và mọi người thân trong gia đình anh. Dạ. Thì điều đó anh nhìn thấy một sự phúc hậu là đủ quá đủ rồi. Dạ, em cũng hơi dữ nên là hay ăn hiếp bạn nam lắm á. Điều đó thì rất là tốt, không có sao. Vì nhà anh thì ba mẹ anh cũng có tuổi rồi. Dạ. Mà anh cần một người phụ nữ bên cạnh, nó điểm tựa cho anh để làm những công việc lớn hơn trong ngoài xã hội. Dạ. Thì đứa là không sao, rất tốt. Dạ. Không có quan trọng điều đó. Giờ ăn hiếp được nữa, về ăn hiếp hoài là mệt lắm. Rồi hẹn hò sao đó? Dạ, đúng rồi, em thì ở Định Quán, Đồng Nai. Anh thì ở đâu Đồng Nai vậy anh? Anh ở Long Thành, Đồng Nai. Xuống em cũng không có gần lắm. Anh có ngại xa không? Anh không ngại xa, không ngại khó, không ngại khổ. Anh được. Có thể thời gian anh rất là ok. Dạ. Mọi thứ đều chuẩn bị sẵn sàng. Dạ, thì là anh không ngại xa, anh cần lý do thì em cũng hy vọng em sẽ là cái lý do cho anh. Rồi. Vậy sau này nếu mà mình kết hôn với nhau á thì mình sẽ ở đâu và có phải ở chung với gia đình không? Về việc làm dâu thì em không ngại, nhưng mà em không có được giỏi trong việc nội trợ gia đình, bởi vì phụ nữ hiện đại bây giờ đi làm suốt à, với em lại sống với mẹ nữa nên thường mẹ làm cho em rất là nhiều, em ít phải làm việc nhà lắm. Cái điều đó không quan trọng, anh có nhà riêng rồi, có đất riêng. Dạ. Và cũng có một số cơ sở riêng, nhưng mà anh muốn là cũng có thời gian để anh cũng qua lại, rồi em cũng có thời gian là phải ở mẹ, vì sau này mình cũng là người mẹ theo người mẹ, cũng để thấu hiểu được cái phần nào, thì ở chung với ở riêng không quan trọng. Dạ, như em nghe anh nói thì là ba mẹ anh cũng lớn tuổi. Rồi. Nên là em cũng mong muốn là mình được ở chung để có thể tiện chăm sóc ba mẹ của rồi, anh okay, là tốt hơn chứ. Rồi, okay. Dạ. Nghe câu này á, rất là hạnh phúc, coi như hạnh phúc luôn. Rất là hạnh phúc khi được em nói những cái lời này. Tại cái mặt nó phúc hậu mà. Có người phúc hậu là người ta nói là xuất phát từ tấm lòng, từ trái tim hết. Nếu như mà chúng ta hợp lý thì khoảng bao lâu mình sẽ đến hôn nhân? Thì qua cảm nhận đầu tiên thì em muốn là càng sớm càng tốt. Càng sớm càng tốt. Còn em gái? Em thì cũng không có vội lắm. Nên muốn tìm hiểu cho mình hiểu được nhau nhiều hơn. Nhưng mà nếu mà đã hợp nhau rồi á thì khoảng thời gian nào đến hợp lý là đều được hết. Càng sớm càng tốt. Dạ. 26 rồi đúng không? Dạ. Hãy để tay vào nút bấm và đưa ra quyết định. Nếu như các bạn cảm giác đây là một nửa mảnh ghép của mình, trái tim mình rung động, mình đừng ngờ ngại, bấm ngay cái nút đó. Còn nếu không thì không cần bấm, sau 3 tiếng đếm. 1, 2, 3. Hết thời gian. Tôi nghe cạch cạch hai cái rồi đó. Chúc mừng. Nắm tay nhau đi. Bây giờ có mẹ bạn gái đây xin phép tụi con bắt đầu hẹn hò với nhau và con hứa gì đó. Con chào mẹ. Chào tất cả gia đình. Nếu có cơ hội mà tình yêu phát triển, con hứa sẽ là chăm sóc cho em cả cuộc đời. Con sẽ không buông tay. Từ lúc con thay đổi như thế nào, mẹ yên tâm, mọi người yên tâm. Hay lắm. Bạn gái, nói với cô với chị đi. Câu gì đi. Chào các cô, chào các anh. Dạ, thì hôm nay qua chương trình này cũng là một cái duyên để
để con gặp được anh. Thì hy vọng là sau này mình sẽ có duyên nhiều hơn để có thể được làm dâu và làm vợ của anh ở nhà. Nghe sao nó ngọt quá nha. Thật sự nghe nó mát ruột, mát gan vậy đó. Bây giờ thôi bạn xin phép mẹ cho hôn, nụ hôn đầu tiên đi nào. Con xin phép mẹ, xin phép mọi người cho con được hôn lên bạn gái, à bạn. Anh còn nhớ tên em không? Vi. Dạ. Dễ thương, bản lĩnh lắm trai. Được, chúc hai em hạnh phúc.